sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng cùng sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam anh hùng đã chiến đấu hy sinh, vượt qua mọi gian khó thử thách và đến với thắng lợi cuối cùng hoàn thành hồ sơ lịch sử. Đã gần 90 năm trôi qua kể từ ngày ta có Đảng, thế hệ trẻ chúng ta từng năm một bước leo thang về học tập và tiến bước theo những bước tốt đẹp của người, kính dân người, nhân dân Đảng một niềm tin tấn thắng. Chúc sức khỏe, chúc hội thi công tốt đẹp.